Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhận 2 tỷ hoa hồng của Việt Á, một phó giám đốc trung tâm xét nghiệm bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Trần Gia Phú, phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Ông Phú bị tình nghi là người trực tiếp trao đổi, đàm phán về giá cả, cách thức mua bán và phương án lại quả với Việt Á. Trước đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã ban hành kết luận thanh tra chuyên đề mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế và một số đơn vị liên quan. Theo kết luận thanh tra, năm 2020 và 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký kết 8 hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19. Với công ty Việt Á, tổng trị giá hơn 8,2 tỷ đồng. Quá trình thanh tra tại Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đoàn thanh tra nhận được thông tin liên quan đến việc ông Trần Gia Phú nhận tiền hoa hồng của công ty Việt Á. Theo bản giải trình của ông Trần Gia Phú, báo cáo giải trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giao cho đơn vị Vi Sinh thuộc Trung tâm Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chủ động đề xuất phương án làm xét nghiệm và dự trù sinh phẩm hóa chất để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Trần Gia Phú, trưởng đơn vị Vi Sinh đã tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và được biết công ty Việt Á có cung cấp những sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác chẩn đoán xác định COVID-19. Khi xem xét công ty Việt Á có đầy đủ giấy phép lưu hành, ông Phú đã báo cáo năng lực của công ty Việt Á với ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện đề xuất và dự trù về số lượng chủng loại và tiếp nhận sinh phẩm hóa chất từ Sở Y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch của đơn vị. Việc ký kết hợp đồng mua bán của công ty Việt Á do Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thực hiện. Sau đó, bà Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của công ty Việt Á có liên hệ với ông Trần Gia Phú xin số tài khoản để chuyển tiền hoa hồng. Theo đó, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, bà Thảo đã 4 lần chuyển cho ông Phú, 2 lần chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Phú và 2 lần chuyển vào tài khoản của bố vợ ông Phú, số tài khoản ông Phú cung cấp với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đoàn thanh tra xác định ông Phú không báo cáo việc nhận số tiền trên với ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Sở Y tế. Chỉ đến khi đoàn thanh tra đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ngày 25 tháng 1 năm 2022, ông Phú mới báo cáo sự việc và xin nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận từ công ty Việt Á. Mười hai cán bộ y tế ở miền Tây bị khởi tố liên quan Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, đã có 12 cán bộ ngành y tế ở miền Tây vướng vào vòng lao lý vì có liên quan tới công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Tất cả những người này đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, 3 cán bộ y tế đầu tiên ở miền Tây bị khởi tố bắt tạm giam vì có hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là 3 cán bộ ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang. Đó là ông Nguyễn Văn Lành, cựu giám đốc, ông Hà Tấn Bình Đặng, cựu trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, và bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, cựu trưởng khoa dược và tư y tế. Mới đây, ngày 25 tháng 5, 3 cán bộ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long gồm ông Đoàn Văn Hùng, giám đốc bệnh viện, bà Đinh Thị Thanh Chi, quyền trưởng khoa dược và bà Phan Thị Ngọc Thấm, kỹ thuật viên trưởng, bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, 2 cán bộ Sở Y tế và 2 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh cũng bị khởi tố bắt tạm giam. Đó là ông Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, ông Nguyễn Văn Truyền, chuyên viên phòng nghiệp vụ dược thuộc Sở Y tế tỉnh, ông Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc CDC tỉnh, ông Lê Văn Thanh, Phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC tỉnh. Trước đó, ngày 20 tháng 5, 2 cán bộ CDC tỉnh Đồng Tháp gồm ông Trần Văn Hai, giám đốc, và bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc, phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.
cũng liên quan đến các gói thầu cung cấp ký test của công ty Việt Á. Hồi tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hai đơn vị liên quan trực tiếp vụ án này là Sở Y tế tỉnh và CDC tỉnh. Thống kê từ các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho thấy, thời gian qua, công ty Việt Á đã trúng thầu và cung cấp cho tỉnh số lượng kit test với giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Tính đến thời điểm Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh, địa phương này đã mua, sử dụng tổng số gần 1 triệu bộ kit test xét nghiệm PCR với mức giá bình quân khoảng 700.000 đồng một bộ. Còn tại tỉnh Bạc Liêu, từ kết quả thanh tra đột xuất việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, thanh tra tỉnh này phát hiện 7 gói thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có 4 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư và 3 gói thầu do CDC tỉnh thực hiện. Tính đến thời điểm này, các tỉnh ở miền Tây đều đã có kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị y tế. Trong đó duy nhất có tỉnh An Giang là chưa có dấu hiệu mua sắm kit test của công ty Việt Á. Còn lại, hầu hết đều ít nhiều có thực hiện hợp đồng mua sắm với Việt Á. Ít có vụ việc thanh tra sở làm được, thường ngồi chơi sờ nước. Thưa quý vị và các bạn, góp ý vào dự thảo luật thanh tra tại tổ thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông từng có thời kỳ làm thanh tra và có ít nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Ông bày tỏ ủng hộ với tổ chức thanh tra theo hệ thống hành chính như hiện nay. Theo đó, vẫn duy trì thanh tra cấp huyện. Chủ tịch nước nói, chúng ta đang nói việc phân cấp giao quyền rất lớn cho các địa phương nhiều nội dung của quản lý nhà nước. Do vậy, cần có bộ máy để kiểm tra đôn đốc. Về tổ chức thanh tra theo ngành lĩnh vực, Chủ tịch nước cũng đồng tình với đề xuất thành lập thanh tra tổng cục, cục đã quản lý nhà nước thì phải có thanh tra. Tổng cục, cục có chức năng quản lý nhà nước thì phải có thanh tra. Tôi ủng hộ, nhưng bộ máy làm sao cho gọn nhẹ. Với tổ chức thanh tra sở, Chủ tịch nước nhận xét, thực tế, ít có vụ việc thanh tra sở làm được, thường ngồi chơi sơi nước, không phát huy được nhiều. Ông đề nghị phải tính toán kỹ để tổ chức này gọn nhẹ nhưng có hiệu lực. Đáng chú ý, Chủ tịch nước lưu ý việc quản lý đoàn thanh tra rất quan trọng. Tại sao thanh tra không giải quyết được một số việc? Vì đoàn thanh tra quá dễ dãi trong việc tiếp xúc với các đối tượng thanh tra. Anh phải ăn riêng, ở riêng, có chế độ thông tin riêng. Nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ đoàn thanh tra thì khó có thể phát hiện ra những vấn đề lớn của thanh tra. Chúng tôi đã phát biểu rất nhiều lần. Khi làm thủ tướng, tôi đã nói với anh Khái, tổng thanh tra rằng anh phải tăng cường cái này thì mới làm được nhiệm vụ của đoàn thanh tra. Chủ tịch nước cho hay và nhấn mạnh, quản lý đoàn thanh tra là vấn đề rất lớn. Ông nói thêm, đoàn thanh tra lỏng lẻo, đơn giản trong quản lý thì không được. Đại biểu Phạm Khánh Long An nhấn mạnh thanh tra là vũ khí hữu hiệu, nhưng khi tiến hành lại suốt ngày sợ hệ thống của chúng ta có tiêu cực, sợ bóng, sợ gió, tìm mọi cách ràng buộc. Bà cho rằng quan trọng nhất phải lo làm sao thanh tra giám sát được ngoài thị trường, ngoài xã hội có việc gì xảy ra và xử lý sai phạm. Bà Lan cho biết có cảm giác khi xây dựng luật thiên về giám sát đội ngũ thanh tra. Về thanh tra sở ngành, từng có 10 năm làm phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lan nêu thực trạng khi lực lượng thanh tra y tế cấp sở ở thành phố chỉ đủ để thanh tra nội bộ. Có những phòng mạch, cơ sở y tế, nhà thuốc hai mấy năm chưa bao giờ thấy thanh tra. Bởi vì với số lượng thanh tra đó không bao giờ làm nổi. Lực lượng thanh tra quận huyện cũng rất ít, chúng ta trông chờ nhiều vào mô hình thanh tra liên ngành lại có những hạn chế rất lớn về mặt chuyên môn. Bà cũng đồng tình khi không nên bỏ thanh tra cấp huyện, nhưng phải xem xét lại biên chế. Thanh tra sở chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thanh tra dược, 10 năm tôi làm, có 5 ông thanh tra mà 6.000 nhà thuốc, không biết làm kiểu gì. Cần làm sao để công tác thanh tra hiệu quả, thực tế nhất có được sự giám sát. Thủ tướng đã có quyết định mỗi một đơn vị chỉ thanh tra một lần trong năm để tránh phiền hà cho doanh nghiệp. Bà Lan cho rằng điều này rất đúng đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt, nhưng có doanh nghiệp đối phó tháng riêng, tháng 2, thấy có thanh tra vào rồi là những tháng sau họ buông. Thanh tra theo kế hoạch thì bảo đảm một đơn vị chỉ được thanh tra một lần trong năm, không có sự chồng chéo. Nhưng nếu đột xuất phát hiện được vi phạm thì vẫn phải tiến hành và vẫn xử lý. Cho nên bà nhấn mạnh, luật thanh tra được ban hành làm sao để xã hội thấy bất cứ hoạt động gì không phải sau khi cấp phép là xong, mà luôn có một sự giám sát của cơ quan nhà nước, luôn có một cặp mắt vô hình đang theo dõi
để họ sợ, không làm bậy. Đại biểu Nguyễn Sĩ Quang thống nhất với việc giữ lại thanh tra cấp huyện như dự thảo luật. Ông nêu những lý do, thứ nhất trong phòng ngừa xử lý sai phạm luôn luôn đặt ra yêu cầu phòng ngừa là chính, cho nên hoạt động thanh tra sẽ phát hiện kịp thời ngay tại cơ sở để xử lý. Vì vậy ông Quang cho rằng phải có cơ quan thanh tra cấp huyện để giúp cho cơ quan quản lý ở đây là Ủy ban nhân dân cấp huyện phát hiện ngay, chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Nếu bỏ thanh tra cấp huyện sẽ dồn lên thanh tra cấp tỉnh sẽ quá tải. Chúng ta đã chủ trương kiện toàn bộ máy hiệu lực, hiệu quả, cho nên bộ máy thanh tra cấp tỉnh sẽ tinh gọn lại mà đầu việc nhiều thì sẽ không thể đi xuống cấp huyện, nhất là vùng sâu vùng xa, dẫn đến không ngăn chặn kịp thời các sai phạm nếu có. Ông đề nghị bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra cấp huyện.